Dạ. Hello anh chị em mình nha. Em tên An, đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre giá rẻ anh chị ơi. Hôm nay em có mặt tại Phước Long, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre nè anh chị. Đoạn này mặt tiền đường DT887 nha. Hôm nay em gửi tới anh chị một căn nhà giá rẻ luôn. Cách đường DT887 nè. Đi vào trong có 50m nè anh chị. Đường thì hơi nhỏ anh chị, đường tầm 2m à. Nhưng mà thông tin em nhận được từ chủ á là chuẩn bị sẽ mở rộng ra nha. Nhưng mà hiện tại đường 2m. Một căn nhà nhỏ. 6-7m2, thổ cư 100% luôn. 350 triệu nha anh chị. 350 triệu. Hướng này là mình đi vào Xuân Phú nè. Thì vào trung tâm của thành phố Bến Tre. Đi, từ đây em đi vào trung tâm là khoảng 15 cây số nha anh chị. Một căn nhà mặt tiền. Mặt tiền hẻm. Cách đường DT887 nè. Anh chị xem đầu đường nè ha. Đi vào trong 50m rồi mình tới à. Mà anh chị mình vào trong để mình xem nhà nha. Dạ. Đường nè anh chị. Hiện tại là xe qua lâm chạy thoải mái luôn à. Trên sổ mình có hiển thị đường đi luôn nha. Đó, 6-7m2, chiều ngang 6m. Hậu mình hơi nhỏ lại ha anh chị. Đây. Căn nhà hôm nay em gửi tới anh chị nha. Nè nào. Tôi nghĩ buồn. Đây sổ mình nè anh chị ơi. Này thuộc Long Mỹ. Cáp 2 Long Mỹ. Long Mỹ. Xã Long Mỹ nha anh chị. Long Mỹ, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre nè. Xe đầu mình nè. Này trích lục bản đồ địa chính nè. Chiều ngang á là 5,83m. Chiều dài cắm lên đây á là 13 ha anh chị. Hậu mình hơi nhỏ lại nha. Đó, thổ cư 100% luôn. Dạ, nhà của mình á là hướng Tây Bắc nha anh chị. Mặt tiền hẻm. Đi 50m là ra được ngoài 887. Anh chị xem. Đó. 50m vô tới đây. Anh chị ơi. Khoảng mười mấy 20m à? 20m à? 20m à anh chị ơi. Đó, đường này là đường thông nha. Căn nhà thì em quay sơ cho anh chị mình thôi. 350 triệu nha anh chị. 350 triệu. Về đây em phải sửa lại nha anh chị. Dạ, tu sửa lại nha. Vào thành phố Bến Tre là 15 cây số. Đó, một căn nhà giá rẻ luôn. Thuộc xã Long Mỹ anh chị. Long Mỹ, Dòng Trôm, Bến Tre. Xung quanh nhà dân rất là đông luôn. Anh chị mình cần thông tin thì mình liên hệ với em ở số điện thoại nha. Để em được gửi sổ cũng như để em tư vấn anh chị rõ hơn ha. Bên hông anh chị xem nè. Nhà thì đang ở anh chị ơi. Nên điện nước thì đầy đủ hết. Ở bên hông anh chị xem nè. Cũng sạch sẽ, cao ráo. Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ha anh chị. Chỉ có 350 triệu à. Tổng diện tích là 6-7m2 hướng Tây Bắc ha. Ra DT887 là chỉ có 20m à. Đó, vào trung tâm thành phố Bến Tre là 15 cây số. Xã Long Mỹ gần Thuận Điền với mình đi Xuân Phú rồi anh chị. Cũng gần nhau luôn ha. Mấy tay phải em nè, hướng này nè. Là mình đi xuống ngã ba Sơn Đốc. Đi Ba Tri rồi anh chị. Rồi phải nha. Dạ rồi em xin dừng video tại đây nha. Chân thành cảm ơn anh chị đã xem đến cuối video. Mình xem video nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh nha anh chị. Mình cần thông tin thì mình liên hệ với em qua số điện thoại nha. Em được tư vấn anh chị rõ hơn. Bye bye. Bye bye anh chị mình nha.